Xin chào anh em nhé. Hôm nay em sẽ lên cho anh em những cái siêu phẩm kiếm hàng cực kỳ là rẻ. Đấy mọi người, ở đây là những cái chậu kiếm kiếm Tiên Vũ mọi người nhá. Một chậu như này này, tầm khoảng 2-3 tép và 2-3 măng. Đấy như này thì em bán với giá là 100.000 đồng một chậu. Ở đây mọi người thấy có rất là nhiều nhá. Vườn hôm nay thanh lý này anh em này. Đấy 100.000 đồng một chậu như thế này, hàng cực kỳ tuyệt vời. Đã có hoa cho anh em xem nhé. Đây này, mọi người xem đây, toàn là kiếm 100% luôn. Đây, em nhấc ra một cái chậu ra cho các bác xem nhé. Đấy, đây là cái hoa mà kiếm em chia sẻ cho các bác nhá. Đấy, phải nói là cái hàng này rất là khỏe và rất là rẻ luôn anh em này. Đấy, ở đây có tầm khoảng 50-100 chậu như thế này nhá. Đấy, cứ 100.000 một chậu. Bác nào thích thì nhắn tin gọi điện cho em này. Do là nhiều là em không lên được những cái mã cụ thể nên là bác nào mà cần thì nhắn cho em nhé. Đây em cho các bác xem cái cần hoa dài hàng mét này. Đấy anh em, sướng chưa? Sướng chưa? Đấy. Đây là dòng kiếm Tiên Vũ mọi người nhé. Kiếm Tiên Vũ trước đây nó 70-80.000 một tép, nhưng bây giờ một chậu 5-6 tép, 3-4 tép như này chỉ có mức giá là 100.000 đồng. Đấy, anh em nào mua thì nhắn cho em nhé. Xin chào các bác. Chúc tất cả anh em có một ngày làm việc thật hiệu quả.